ba cái tím rồi này, đó ba cái tím này. Các bạn nào mà lấy thì các bạn đến đây với mình. Đợt vừa rồi là mình gửi mấy chuyến trong miền Nam rồi, gửi chuyển phát nhanh các bạn ạ. 2 ngày là đến nơi thôi. Trong Vũng Tàu thì 2 ngày là đến nơi. Còn bạn miền Trung trong bằng 1 ngày các bạn nhá là đến nơi. Nên là các bạn rất là yên tâm, không bị hao hụt về trọng lượng, không sợ nó hỏng. Ba kích tím nó là có loại thần dược của đàn ông các bạn ạ, hay là của phụ nữ cũng vậy nhá. Đó là tăng cường sinh lý, nam giới và nữ giới các bạn ạ. Đó. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đến với video tiếp theo trên kênh Lắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay thì mình đang ở chợ phiên Cán Cấu thuộc xã Cán Cấu, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Đây là cái phiên chợ lớn nhất nhì của huyện Simacai các bạn nhé, và là một trong những phiên chợ lớn nhất nhì của tỉnh Lào Cai. Bây giờ xin kính mời toàn thể quý vị khán giả cùng mình đi khám phá trải nghiệm cái chợ phiên Cán Cấu này, một cái chợ phiên rất là đặc biệt thuộc xã Cán Cấu các bạn nhé. Hiện tại lúc này đang là 7:30-8 giờ kém này, và mọi người đang đến chợ rất là đông rồi đó. Các bạn thấy là xe cộ người ta để đầy đường rồi các bạn này. Rất nhiều xe cộ để đầy đường luôn. Bởi vì ở đây là không có cái chỗ bãi để xe nên là người ta phải để xe đầy ngoài đường các bạn nhá. Đây là một chị cũng khá là thấp này các bạn này. Đấy, vừa đây xuống xe là phải ngồi vào cái bụng xe xong rồi bắt đầu mới xuống được. Đó, bây giờ đang đi ra chợ. Chị này thấp quá. Đi cái xe thì xe này không phải là quá là cao nhưng mà cao so với chị đấy. Vừa nãy xuống xe là phải ngồi vào bụng xe. Bắt đầu mới xuống chợ được, lưng thì có một đứa con, còn một đứa con này đi sau. Đó. Đây có bà các cô, các bà đi chợ bán hàng hả bà? À, bà đi mua hàng về à? Đi mua hay đi bán đấy à? Bà đi mua hay đi bán đấy? Mua mà. À bà mua cái này về à? 800 nghìn à? Vâng, thế à cái váy này giống váy của bà đấy nhở? Đó, các bà người Mông vừa mới đi chợ về và mua cái váy đấy 800 nghìn. Rồi, bây giờ mình đang tiến vào trong chợ các bạn nhé. Chợ này nó có hai lối đi vào các bạn ạ, nó nằm trên trục đường từ Bắc Hà lên Mường Khương. Đó, mình đang di chuyển từ trên Mường Khương đi xuống các bạn ạ. Đó, đây là một cái phiên chợ rất là rộng của ở huyện Simacai, tỉnh Lào Cai đó. Hiện tại lúc này là có các bà các cô đang đi chợ các bạn này đó. Chợ này thì một tuần có một phiên thôi, và các bà các cô là đi chợ đang theo cháu đây này. Bà đây là cháu mình đấy à? Cháu mình đấy à? À thế đây là thế con dâu đâu? Cháu của bà hai cháu. Thế em là con dâu của em? Thế em hàng xóm à? À thế à? Thế là hai ba bà cháu đi chợ. Thế thằng bé được mấy tuổi rồi bà? À đó, mình đang bảo là chợ này một tuần cũng một phiên rồi nên là người ta đến chợ họp rất là đông các bạn này, và người ta thường thường là đi cả nhà này, hoặc là đi đa số người trong nhà đi. Ở chỗ này mình thấy là người ta bán dứa này. Dưới trên vùng cao nó rất là bé các bạn ạ, nó bé nó nhỏ này thôi, nó rất là ngon ngọt và thơm cực kỳ luôn nhá. Đó, và chỗ này người ta bán một cái số cái thớt các bạn này. Đó, các bạn nào mà lấy gì thì alo cho mình nhá. Như là trước các bạn có một số bạn đặt cái thớt nghiến ấy thì là mình đang vận chuyển cho các bạn đấy rồi. Ở chỗ này là mình thấy có người ta bán cái chổi hạt kê các bạn này. Đó, chổi này có nhà rất là sạch. Đây cũng là một hai cái thớt. Đó, thớt này cũng là thớt gỗ chắc thôi, không phải thớt gỗ nghiến các bạn ạ. Thớt gỗ nghiến thì nó sẽ chắc chắn cực kỳ luôn, và các bạn nào mà tinh ý thì sẽ biết được, nhận biết được thế nào là thớt nghiến và thế nào là thớt gỗ khác. Ở chỗ này mình thấy tiếp tục là người ta bán những quả lê các bạn này, lê tai lùng. Chị ơi, đây là lê tai lùng đúng không nhỉ? Đây là những quả lê tai lùng các bạn này. Lê này trồng chủ yếu ở trên vùng cao các bạn nhá, đang vào mùa lê này. Đó, quả rất là thơm mát ngọt cực kỳ luôn. Ngoài ra chỗ này mình thấy người ta bán những cái túi này các bạn này. Túi này là hoa của cây giềng các bạn này. Ông ơi sao ông không cởi nó ra, cởi ra cho khách họ nhìn thấy ấy? 15 nghìn một túi à? À, ông không cởi ra cho họ người ta nhìn thấy biết quả gì quả gì. Nhiều khi khách ở dưới xuôi người ta thấy lạ người ta mua, người ta không nhìn rõ ấy.
đây là hoa của cây giềng các bạn nhá. Lấy cái này là cái này muối lên ăn các bạn nhá, giống như kiểu muối cà, muối dưa, muối ớt ấy. Đó. Rồi ông bán một số quả dưa đây các bạn này. Đó. Dưa của người Mông. Trên này là mình thấy có bán dê các bạn này, dê có một hai con, hai con. Nói chung là dê ở đây nó không nhiều như dê ở dưới Cốc Ly. Cốc Ly nó là chợ chuyên dê các bạn ạ, dê này có một hai con thôi. Tí nữa mình trèo lên mình xem. Hay bây giờ trèo luôn này nhỉ. Bây giờ mình lên luôn các bạn nhá. Tí nữa thì không biết bao giờ mới quay lại được. Đây chỗ này có một con dê trong lồng các bạn này, con này bé bé rồi. Con này đang rét run, trên này nó rất là cao, rất là xa, đi đường nó lạnh, nó rét các bạn ạ. Đó. Một con dê nhỏ con. À, trên này có một con to hơn con này con dê đực. Nó đang ra dâu các bạn này, đó. Đó, chỗ này mình thấy là có đúng có hai con dê duy nhất ở chợ thôi. Nói chung là trên này người ta tiêu thụ dê nó ít lắm, nên là người ta cũng mang ít thì bán. Nó không như dưới Cốc Ly là chợ đầu mối dê rồi. Rất nhiều dê các bạn ạ. Trên này thì nó ít. Tiếp tục mình trở lại ở xuống dưới này các bạn này. Đó, dưới này là có một cái quán bán quần áo. Rồi. Ở ngoài đường đây, quần áo nó cũng rẻ rẻ. Quần áo bình dân các bạn ạ. Đó. Mình đang đi từ trên Mường Khương đi xuống này, đi dọc theo cái trục đường này và mình quay luôn hai bên cùng một lúc cho bạn xem nhé. Không tí đi lộn lại thì nó rất là mất nhiều thời gian. Chào bà nhá. Chỗ này là bà có cái loại bánh bánh đúc ngô các bạn này. Đó. Người Kinh thì có bánh đúc gạo này, còn người Mông thì bánh đúc ngô. Ngô người ta nấu chín lên làm thành những bánh đúc các bạn này. Đó, mà người ta dùng cái lạo này. Đó. Ai ăn bao nhiêu là người ta sẽ lạo ra này. Đó. Đó, lạo lên từng miếng nhỏ nhỏ. Ai ăn thế nào thì ăn các bạn ạ, ăn kèm với rau thơm với ớt này. Ăn kèm với cái rau thơm bạn này. Đó. Hành. Bà ơi, cái này là làm từ gạo gì đấy? Đó, ở đây thì có hai loại là bánh đúc ngô bạn này. Đó, làm từ hạt ngô. Còn đây là bánh đúc cây đao các bạn nhá. Đó, cây đao cây rong các bạn ạ. Đó, các bạn thấy là cây đao cây rong người ta hay làm miến đao, miến rong đấy. Đây là bánh đúc của cây đao các bạn nhá. Đó, người ta nấu chín lên, cô đặc lại thành miếng to và cắt miếng nhỏ nhỏ này. Đó, để cho khách ăn các bạn nhá, ăn với rau thơm. Gọi là bánh đúc. Sau bên này là một cái gian hàng quần áo mặt đất các bạn này. Đó, quần áo này cũng rẻ tiền thôi. Đó, người ta bán thành từng lèo này. Mà những cái lèo này đa số là lèo của người Mông các bạn nhá. Người Mông người ta hay có những cái lèo nhỏ nhỏ này này. Đó. Ra chợ các bạn thấy là những phiên chợ mà có những cái lèo nhỏ nhỏ như nhỏ này này. Bằng khung sắt này. Đó. Đấy là những cái lèo của người Mông là chủ đạo các bạn nhá. Anh ấy cho em hỏi là cái này là cái loại thuốc gì đấy? Sỏi. À, chưa sỏi thận à? Chưa sỏi bụng đấy. À, đun lên uống đúng không? Ngâm rượu uống và đun lên uống. À, cái này là cái chữa sỏi thận các bạn này, cây chữa sỏi thận. Cái này là có cần phơi khô không hay là có uống tươi này thôi? Uống tươi con đường mang nhiều thì mình mang về phơi khô đây. À, nhiều thì sấy khô. Vâng, ok. Bạn nào mà muốn chữa sỏi thận thì dùng cái loại này các bạn nhá. Nó lấy về đun lên uống 100% là khỏi sỏi thận, nó sẽ bào mòn sỏi thận đi và thải ra ngoài. Đó. Sang khu bên này là những bán quả lê, quả dưa này các bạn này. Đó, chợ thì rất là rộng nên là mình sẽ đi cái nào quay rồi thì thôi mình sẽ bỏ qua và mình quay những cái chưa quay các bạn nhá. Đó. Dứa bây giờ bao tiền một cân hả anh? 15 một cân. À. Dứa rất là ngọt, rất là thơm các bạn ạ. Em đi mua dứa hả em? Em mua mấy cân? Em mua 2 cân anh ạ. 2 cân. À. Em là người ở trên này luôn đấy à hay người đâu? Em ở đây luôn. À, em là người đây. Chỗ này là mình tiếp cận cái khu vực bán chó các bạn nhá. Đó. Chó đây này không giống như chó Bắc Hà. Bắc Hà thì rất nhiều chó gọi là thiên đường chó rồi, còn ở đây thì có những loại chó nó nhỏ nhỏ bé bé thôi các bạn ạ. Đó. Giống chó ở Simacai, đó, giống chó bản địa.
Đó. Có những con chó trắng này, chó đen này. Nói chung là chó nhỏ. Đây con trắng bạn này. Đó. Chào hai em nhé, em với chó của em đâu? Đây hai ba con này đấy à? À, hai chị em là có bốn con à? Này thì bao tiền một con đấy? 150 một con. 150 một con, rẻ nhỉ? Chó nhà em tự đẻ ra đấy à? Ok, cảm ơn em nhá. Đây, chó trên này nó cũng nhỏ con ạ, à? Nhỏ giống nhỏ nên là nó giá nó rẻ thôi, nó không giống như chó Bắc Hà hàng mấy triệu một con. Đó, tiếp tục mình đi qua khu này các bạn ạ, khu này là khu bán lợn các bạn nhá. Chó rồi lợn này. Đó, nói chung là mình sẽ đi tổng hợp một loạt luôn ở cái chợ này. Chợ này nó không giống như chợ Mường Khương. Chợ Mường Khương thì nó rất là rộng và mua bán chó lợn rất là nhiều. Nên là mình sẽ lên từng video riêng, còn ở đây thì có một lúc bạn ạ, một lúc thôi, có ít chó ít lợn thôi nên là mình sẽ đi tổng hợp kết hợp vào một trong cái video thôi. Các bạn có thể nắm bắt được toàn bộ ở chợ này. Ở đây người ta đa số bán lợn đen các bạn ạ. Lợn đen là chủ đạo các bạn nhé. Đó. Người ta cho trong những cái lồng và trong những bao này. Bên này nó khác biệt hoàn toàn so với bên Mường Khương. Bên Mường Khương thì là người ta cho con lợn hết ra ngoài và người ta buộc dây lại, cầm từng nhúc để cho khách người ta nhìn thấy. Con lợn nào với con lợn nào hình dáng ra sao, đẹp hay xấu. Còn đây thì người ta cho trong bao tải, nó rất là khó nhìn luôn, khó mấy cái mũi ra thôi. Nên là nhìn thấy con nào đẹp thì hơi khó, muốn ai muốn xem thì người ta sẽ gửi ra để xem. Đó, mất rất nhiều thời gian. Đó, khu bán chó bán lợn thì khá là tấp nập. Ngoài ra người ta bán cả gà các bạn này. Gà trên bản các bạn nhá. Gà nó có nhiều loại, gà đen mình đen này, gà và gà bản. Gà đen thì nó xịt đen hết toàn bộ toàn thân luôn, cả nội tạng nó cũng đen. Còn gà này thì nó không phải đen hết mà là gà trên bản nuôi thôi. Và ăn thóc, ăn ngô, ăn sỏi và nạ. Đó, đến cái tầm bán được người ta mang đi bán các bạn nhá. Nó một chợ lợn trong này rất là tấp lập. Đó, cũng đây là có mấy con lợn trong một cái lồng bạn này. Đó đấy, một cái lồng rất nhiều lợn, như kiểu nó mở ra thì nó nhát, nên là người ta phải đậy thì một cái bao tải cho nó kêu bạn ạ. Nó nhát quá, nó sợ, nó hoảng, nó kêu ấy. Thế người ta phải đậy cái lồng vào, đậy cái bao tải vào. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra bên ngoài bạn nhá. Chỗ này nó cũng có một em bán một ít lợn như bạn này, có mấy con lợn này đấy, người ta buộc dây vào và xách cầm từng nhúp này này. Đó, nhìn rất là đẹp luôn, giống kiểu bên Mường Khương ấy. Đó. Chợ này họp ngay bên đường các bạn ạ, nên là nó rất là mỹ, xe cộ chạy qua đây rất là nhiều và rất là ồn các bạn nhá. Ở cái khu này là cái khu mà bán bánh rán này các thứ này. Đó, những hàng ăn vặt ở gần đây, bánh rán này, những cái đồ ăn vặt. Đó, còn tiếp tục mình đi lùi xuống dưới này các bạn nhá, để quay bạn xem ở đây có những cái gì. Có một phiên chợ rất là tấp lập. Còn cái mạn bên này là người ta bán những cái gian hàng của người Mông các bạn này, hàng thuốc của người Mông. Đó, hàng mỹ phẩm các bạn nhá. Có cái loa người ta quảng cáo luôn ở đây. Rồi bên này là hàng rau giống rồi. Đây, chỗ này có một cái chai này là chai gia vị các bạn này, gia vị tàu. Đó, cái này thì ăn phở người ta hay cho vào các này. Đó, ở trên này người ta ăn phở người ta hay cho những cái chai này vào này, cho một mấy giọt trong một cái bát phở này, ăn nó có cái vị rất là hay các bạn ạ. Đó, trên này như thế các bạn nhé. Không biết ở vùng khác có dùng cái loại này không, nhưng mà trên mình cũng có khá là nhiều quán người ta ăn cái chai này, người ta dùng cái chai này làm cái gia vị cho vào bát phở. Cái này là cái gian hàng rau giống các bạn này, thuốc sâu rau giống. Đến đây trong hãng, cái tí người xa là
Đó, mình sẽ đi một đoạn dọc cái đường này xuống dưới cổng nhưng mà đi vòng vòng trong chợ các bạn nhá. Để cho bạn được nắm bắt được tìm hiểu được cái chợ này hoạt động như thế nào. Đó. Khu này là khu bán những cái rau củ quả này, lê. Rồi là dưa chuột, mật ong các bạn này, đó. Mật ong rừng các bạn này. Mật ong rừng đóng chai sẵn rồi. Đó, các bạn nào lấy thì các bạn có thể alo trực tiếp cho mình nhá, nhấc điện thoại lên alo cho mình. Đây là mật ong rừng nguyên chất các bạn nhá. Đó, đóng rồi. Chai to, chai nhỏ này, chai to này 5 lít này, chai bé này 800ml này, đó. Rồi là cây như bổ máu, chữa máu xấu này, bạc tóc này, đó. Giới thiệu với các bạn đây là một cái loại củ chữa đau dạ dày các bạn này, đó. Cái này ai mà đau dạ dày các bạn đun lên này, uống các bạn này, đó. Tốt nhất là đau dạ dày thì đun lên uống, đừng có ngâm rượu. Đã đau dạ dày còn uống rượu thì nó không tốt các bạn nhá. Đau dạ dày thì dùng cái củ này. Mà các bạn nhớ không là trước mình ở bên đấy tí mình quay bạn xem rồi, củ chữa đau dạ dày của họ rất là to, hơn 1 cân các bạn ạ, gần 2 cân luôn. Cái củ này còn hơi bé này bạn này, đó. Cái này là chữa đau dạ dày các bạn nhé. Nói chung là tên của người Mông thì hơi khó gọi, mình cứ hiểu luôn mà là chữa đau dạ dày. Còn có một loại, cái loại này là rất là hiếm luôn này. Loại này là chữa nóng người, nóng trong các bạn này, cái bằng cách là đun lên uống các bạn nhé, đó. Nóng gan, nóng người, nóng trong thì đun này nó uống này, chỉ hiểu là một loại thuốc giải nhiệt này cho những ai mà nóng trong ấy. Đó, các bạn thấy dưa chuột của người Mông rất là nhiều luôn các bạn này, đó. Đang vào mùa dưa mà, ta bán dưa rất là nhiều. Đó, dưa người Mông quả rất là to các bạn này, đó, quả tròn to. Nó có hai loại, một loại vàng và một loại trắng trắng, đây là loại trắng các bạn nhá, ngoài loại vàng. Chợ thì là họp ngay bên đường nên là xe cộ đi lại rất là vướng các bạn ạ. Đó, xe từ Mường Khương đi xuống Bắc Hà. Đó, bên này thì có những cái loại, đây là chú, đây là dễ cây bổ máu phải không ạ? Đây là dễ dễ cây bổ máu này. Dễ cây bổ máu này là có hai kiểu dùng, một là các bạn đun lên uống, hai là các bạn nấu để ăn này, đó. Rồi là thảo quả các bạn này, đó. Thảo quả bây giờ đang đến mùa các bạn nhá, đó, bây giờ người ta cũng bán khá là nhiều này, từng chùm một. Thảo quả này rất là một cái gia vị rất là nổi tiếng rồi, dùng trong các loại món như là thắng cố này, vâng thắng cố, rồi là một số loại món khác đó. Đây là loại tươi, loại khô thì nó sẽ top lại các bạn nhá. Đó. Ở đây người ta đang mua bán cái gì đấy? Trong này là cái gì đấy ạ? À, quả lê. Đó, trong này người ta lê, đang vào mùa lê mà bán lê rất là nhiều luôn, rất là tấp lập các bạn ạ. Cái bên kia là dãy quả, bạn nhân dãy quả thì mình không quay nữa các bạn nhá, toàn quả vải này. Thôi bây giờ đang mùa vải mà, mình quay những cái nào nó là lạ cho bạn xem thôi. Ở bên này thì là những cái chổi các bạn này, chổi gắn kê. Bạn nào mà lấy chổi này các bạn có thể lên lại trực tiếp với mình nhé, hoặc là các bạn nào lấy những mặt hàng gì vùng cao gì các bạn có thể lên lại trực tiếp với mình. Số điện thoại Facebook Zalo mình để hết trên màn hình, các bạn có thể nhìn rất là rõ rồi. Đó. Đây là chuối các bạn này, chuối lá các bạn này, đó. Chuối này là ba chuối này nó có hột không? Nó có hột không? Nó có hột bên trong không? Em ơi, cái này nó có hột bên trong không? Loại này nó có hột bên trong không? Có hạt bên trong không ấy? Không ạ. Không ạ. Cái này chị ăn rồi có ngâm rượu được không? À, cảm ơn em nhá. Rồi, cảm ơn em nhá. Cái loại này thì là không có hột các bạn ạ. Đó, lấy ăn thì rất là thơm ngon mát các bạn nhá. Đó. Rồi là chổi hạt kê các bạn này, chổi này quét nhà cực kỳ là sạch luôn. Kể cả các nhà lên đất các bạn quét vẫn rất là sạch các bạn nhá. Đó, là dưa chuột. Em bán gì? Hôm nay em bán gì đây em? Hôm nay em bán gì đây? Bán dưa. Dưa này của nhà em trồng đấy à? À, ok, cảm ơn em nhá. Rồi, chúc em đắt hàng nhá. Đó. Bên này cũng bán rất nhiều cái chổi này. Đây mình quay chi tiết một cái chổi cho anh Bân một tí nhá. Chổi làm từ hạt kê các bạn này, đó. Người ta làm rất là công phu cẩn thận lắm.
đan nát rồi là khâu lại các thứ này. Chỗ này cứ tầm 50.000 đến 60.000 một cái bán tại chợ các bạn nhá. Còn các bạn nào mà lấy thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nhá. Bạn đó, chỗ rất là sạch, rất là đẹp các bạn ạ. Rồi tiếp tục ở bên dưới các bạn này, chợ này rất là rộng nên là mình đi nhanh các bạn nhá. Đó, để các bạn trải nghiệm được. Đó, đây là măng mai các bạn này. Măng này các bạn mới về luộc ăn trực tiếp, hoặc các bạn mới ớt ăn. Đó, khu vực này là khu vực bán dao mèo các bạn nhá. Đó, dao mèo này rất là tuyệt vời, rất là đẳng cấp các bạn ạ. Đó, với rất nhiều thể loại, các bạn nào mà lấy loại gì các bạn alo cho mình nhá. Hoặc là các bạn chụp ảnh các bạn này. Đó, mình quay cái nó chậm này. Các bạn thích con nào các bạn tạm dừng màn hình lại, các bạn chụp màn hình nhưng mà gửi lại cho mình nhá. Đó. Có tiền để đó gửi 200 được không? Có bóp vậy? Đây cho xem con dao này tí. Đây các bạn ơi, con này mới đẳng cấp này. Đấy các bạn thấy con này mới đẳng cấp nhá. Đó, dao mèo các bạn này, con này mà các bạn dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Giới thiệu với các bạn đây là một con dao của người Mông các bạn này, đây là gọi là dao mèo các bạn nhá. Đó. Các bạn nào mà lấy thì các bạn alo cho mình nhá. Đây người ta làm bằng cái sừng trâu. Anh ơi, cái này làm bằng sừng trâu à anh ơi? Cái này làm bằng sừng trâu các bạn nhá, cái vỏ của nó bằng sừng trâu này. Đó. Và người ta làm con dao rất là công phu. Bây giờ bạn kia bạn đang quay cho mình ở xa, tí nữa mình quay lại gần cho bạn xem. Đó, con dao rất là đẹp, con rất là công phu này. Cong này. Và cái vỏ nó rất là cao cấp. Đó. Các bạn nào mà lấy thì các bạn liên hệ với mình. Con dao rất là đẹp các bạn ạ. Đó. Ngoài ra còn có một con này nữa này. Đó. Cực kỳ là đẹp luôn. Vỏ của người ta cũng làm rất là kỹ các bạn này. Đó, các bạn nào mà lấy thì các bạn có thể là alo cho mình nhá. Đó. Các bạn thấy con dao đẳng cấp chưa? Vừa đến là đứng hơi xa nhìn hơi khó. Đó, bây giờ mình đứng gần thì các bạn xem này. Đó. Dao mèo các bạn nhá. Con dao này các bạn lấy về mà trang trí treo ở nhà rất là tuyệt vời, đẳng cấp. Đó, đẳng cấp thực thụ một con dao mèo này. Đúng rồi, đúng nào. Làm nó rất là kỹ, rất là công phu các bạn ạ. Nó tuyệt vời các bạn ạ. Đây là chỉ là một trong số những con dao như vậy nhá. Đây con này cũng cao cấp các bạn này. Cái cán người ta làm rất là công phu luôn, cán bằng gỗ. Người ta làm những cái vân chống trơn trượt các bạn này, làm cho nó có ma sát để các bạn dùng thì nó rất là dễ. Con này chặt rất là tốt, thái tốt các bạn ạ, chặt xương thái thịt rất là tốt các bạn nhá. Nói chung dao mèo là một con loại dao thương hiệu nổi tiếng ở trên vùng cao mình nhá. Đó. Các bạn lấy loại nào các bạn có thể alo trực tiếp cho mình. Đẳng cấp thực thụ các bạn ạ. Đó. Ngoài ra thì ở đây có một số loại khác nữa, như con dao bầu các bạn này, những con dao bản to này, chặt xương. Đó, chặt xương rồi là bán thịt lợn các bạn nhá. Đó. Những con dao đây quá là dày luôn các bạn ạ. Ngoài ra còn có những con dao mỏng mỏng nữa cơ. Đó, những con này mỏng các bạn này. Nói chung là bây giờ mình không thể nào mà quay từng cái một. Bây giờ mình sẽ lia máy từng góc một các bạn nào mà thích con nào thì các bạn có thể là chụp màn hình lại nhá. Các bạn nào mà thích con nào thì các bạn có thể chụp màn hình lại này. Gửi Zalo cho mình để mình gửi cho các bạn. Đó. Dao thái các bạn này. Dao phay. Đó. Dao nhọn kia vừa mới quay rồi. Dao bầu kia là cũng vừa mới quay chi tiết rồi các bạn ạ. Đó. Đấy. Như vậy là cũng khá là ok rồi. Các bạn nào mà lấy gì các bạn có thể là tạm dừng màn hình, chụp màn hình lại gửi cho mình nhé các bạn nhé. Rồi tiếp tục mình đi xuống khu dưới này. Chợ rất là đông, rất là rộng các bạn ạ, nên là mình sẽ đi nhanh nhanh một chút mà vẫn truyền tải đến các bạn hết tất cả các nội dung ở chợ này. Người ta bán gừng các bạn này, đó, những bao gừng rất là tươi vừa mới đào về, su su trên này rất là sạch, không hề có thuốc sâu, thuốc bảo quản gì cả. Rồi là bầu các bạn này. Bầu đầu mùa rất là thơm, rất là ngọt, rất là mát các bạn nhá. Đó. Rồi là thuốc sâu rau giống. Đó, khu trong này là những cái chảo các bạn này. Đó, chảo rất là to. Chảo này là
người Mông người ta mua về người ta nấu cơm này, nấu cỗ bạn này, trong đám cưới đám ma này đó. Rồi là người ta bán hàng ở chợ như nấu ốc đậu ấy, người ta dùng những cái chảo to này đó, chảo rất là to luôn và rất là nhiều. Mình nhớ trước Bắc Hà mình quay bạn xem một cái chảo thằng của Bắc Hà ấy, một cái điểm nhấn của Bắc Hà ấy bạn ạ. Chảo trưng bày rất là to luôn, đây là những chảo nhỏ nhỏ thôi. Có một dãy rất là nhiều đồ bạn ạ. Rồi là người ta bán những cái máy xay bánh nghiền này. Chợ rất là đông các bạn ạ, rất là đẹp, họp ngay bên đường các bạn nhé. Đó, bà con đi chợ mua sắm rất là nhiều. Đó, ai thích mua mặt hàng gì thì mua. Rồi, hiện tại lúc này là đang là 8 giờ các bạn ạ, 8 giờ rồi. Đó, người ta đi chợ rất là đông. Đó, người ta bán những cái gùi các bạn ạ, những gùi của người Mông. Người Mông người ta dùng cái gùi này, có hai loại nhựa và loại bằng cây trúc, cây tre, cây trúc người ta đan đấy. Loại nhựa này lấy ở bên tàu về các bạn nhé. Đó, dùng rất là tiện ích luôn. Bây giờ mình tiến xuống khu dưới đây các bạn này. Đó. Ra đến khu này là tí nữa mình sẽ vòng trong chợ một vòng, nhưng mà mình đi thẳng xuống sau các bạn nhé. Đó. Tại vì chợ nó kéo rất là dài, tận tiếp dưới kia cơ. Nhưng mà đến chỗ này là cái chỗ trung tâm chợ rồi, nên là mình sẽ rẽ ở trong chợ luôn. Xong một tí nữa mình sẽ đi thẳng cột dưới kia các bạn này. Ở chỗ này mình thấy người ta bán tam thất tươi các bạn này, củ tam thất tươi này, đó. Tam thất nó là một loại thảo dược rất là quý hiếm các bạn ạ, và nó rất là hữu ích, hữu dụng. Loại thần dược các bạn ạ. Đó, các bạn nào lấy tam thất thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình nhá. Tam thất khô, tam thất tươi. Đó, người ta bán từng bao này, ngoài ra có cả hoa tam thất các bạn này, đó. Hoa tam thất. Rồi là củ tam thất khô này, đó, củ khô củ tươi. Tam thất thì bán rất nhiều ở dưới Bắc Hà, chợ Bắc Hà. Trên này cũng bán rất là nhiều các bạn nhá. Đó. Từng bao tải quả dưa chuột các bạn này. Đó. Rồi là lê. Ba kích tím rồi này. Đó, ba kích tím này. Các bạn nào mà lấy thì các bạn để lên đây mình gửi trực tiếp cho các bạn. Đợt vừa rồi là mình gửi mấy chuyến trong miền Nam rồi, gửi chuyển phát nhanh các bạn ạ. 2 ngày là đến nơi thôi. Trong Vũng Tàu thì 2 ngày là đến nơi. Còn bạn miền Trung trong bằng 1 ngày các bạn nhá là đến nơi. Nên là các bạn rất là yên tâm, không bị hao hụt về trọng lượng, không sợ nó hỏng. Ba kích tím nó là có loại thần dược của đàn ông các bạn ạ, hay là của phụ nữ cũng vậy nhá. Đó là tăng cường sinh lý, làm giới và nữ giới các bạn ạ. Đó. Ai yếu sinh lý, hiếm một con cái này, dương vật không cương cứng này, có thể dùng ba kích tím để tăng cường cải thiện đáng kể cái tình trạng như vậy các bạn nhá. Nói chung là chữa yếu sinh lý. Yếu sinh lý là có nhiều triệu chứng, nhiều thể loại, là nói chung là nó chữa yếu sinh lý các bạn ạ. Thì những bạn nào mà giảm ham muốn dùng cái loại này để kích thích nó lên các bạn nhá. Đó. Rồi là tam thất quặn rất nhiều luôn. Đó. Cái này là cà chua bi các bạn này. Đó, cà chua bi là những cà chua ở trên này. Loại này khá là chua các bạn nhá. Loại này chua chua. Không ngọt như cà chua to. Cà chua này khá là chua và bạn nấu những món chua ấy ăn rất là ngon. Đó. Để bán được bát bạn này, bát này là 10.000 một bát bạn ạ, hoặc là 20.000, nó tùy từng người bán các bạn nhé. Đó. Bây giờ mình tiến vào trong chợ các bạn ạ, một tí nữa trong tí dưới kia sau bạn nhé. Đó, vào trong chợ này thì hôm nay là mình đi từ trên Mường Khương đi xuống các bạn ạ, xong mình đi đến cái khu giữa chợ này, xong rồi mình vào trong chợ này, xong tí nữa mình lộn ra xuống cuối đường. Đó, trong này là những cái dãy hàng mà nước uống này, đồ ăn vặt các bạn này, đó, đồ vặt các thứ rất là nhiều luôn. Ai mà đến đây là khát nước hay là muốn ăn uống ở đây thì có thể ăn uống ở đây nghỉ ngơi đây các bạn nhé. Bạn trong này người ta bán rất nhiều những loại dao các bạn này, dụng cụ đồ sắt phục vụ cho bà con ở trên này. Còn tiếp tục đây là những cái quán nước các bạn này, đó, quán nước ở ngoài ven đường luôn, phục vụ cho khách ai có nhu cầu ăn uống này, ăn đồ vặt này thì ăn ở đây các bạn nhé.
Ở chỗ này dãy hàng dép bọn này. Rất nhiều dép luôn. Hàng giày dép thì nói chung là đâu cũng thế thôi, cũng giống nhau. Bây giờ mình đi vào chỗ cái gian hàng nó đặc biệt các bạn nhé. Những cái gian hàng của nó đặc trưng ở trên này này, đó. Một gian hàng thuốc của người Mông bọn này cũng có rất nhiều loại thuốc và các loại mỹ phẩm. Đó, cái này người Mông người ta hay dùng. Đó. Chào em nhá. Những gian hàng thuốc của người Mông đa số là người Mông người ta hay dùng với loại mỹ phẩm như này này để làm đẹp các bạn ạ. Đó, mấy các bà các cô đi chợ là đang mua bán các bạn ạ. Đó, đọc xem là công dụng của nó là chữa cái gì. Ở đây xa loa ở Mỹ thế nhở. Dãy hàng thuốc bạn nhá. Đó, thuốc sâu rau giống rất là nhiều luôn. Khu này là khu dãy hàng sắt các bạn này. Đó, hàng sắt bán dao thuốc xẻng. Đó, tiếp tục cái chỗ này là cái dãy hàng cũng hàng dược liệu nhưng mà người ta làm khô bạn ạ, dược liệu khô. Đó, như quả ốc chó bạn này, đó. Ốc chó bán được 1 túi 1, rất là nhiều luôn. Nếu mà nói về những hàng dược liệu khô thì Bắc Hà nó là thiên đường, người ta đóng sẵn từng túi rồi. Có ghi tên tuổi này, công dụng này, đó. Để cho mọi người có thể nắm bắt được. Cái khu trong này là khu bán quần áo của người Mông bạn này. Trong này người ta bật nhạc to thế nhở. Bà nào vừa khâu rồi bạn này. À bà đang khâu đấy à. À bà đang khâu. Cái này là của nam giới nhỉ bà nhỉ. Của đàn ông ấy nhỉ. Vâng. Bà không hiểu mình đang nói cái gì. Mà cái này là quần áo của đàn ông. Đó người ta đang vâng. Người đang khâu bạn ạ, khâu vá. Đâm cúc quần à, đâm cúc quần nha, đây là những cái cúc áo bạn ạ. Đó, cái này là người đang đâm cúc. Bình thường cúc quần áo bình thường nó bằng nhựa, còn quần áo của người Mông người ta sẽ đâm bằng cái vải bạn này. Đó. Cái vải này nhá. Thôi thành cái cúc rồi. Đó. Đây là cũng là một cái đặc trưng ở trên vùng cao bạn ạ. Đây là những cái gian hàng của người Mông, nó rất nhiều quần áo các thứ luôn. Đó, bên trong này cũng thế các bạn này. Những cái gian hàng quần áo của người Mông rất là nhiều luôn. Đó, những cái quần vải này con này, em xem nhờ tí nhá. Quần vải này nào. Quần vải này người Mông người ta bán nó còn trắng tinh nguyên này này, chưa có gì. Đó, người ta bán cho người dân về, người dân người ta về người ta tự thêu. Em ơi, cái quần này là 6 mét à? 6 mét hay 5 mét đấy? 5 mét rồi. Thì trước mình có quay một clip ở trên chợ Xín Trắng ấy. Đó, bà con người ta về nhà, người ta thêu xong đầy hết 5 mét này, đủ hết 5 mét này, 6 mét này người ta mang chợ người ta bán này, mấy trăm nghìn các bạn ạ. Đó. Đây người ta bán các bạn nhá. Đó. Rất bỏ rất nhiều công sức để thêu được. Còn đây là cái những cái quần trắng các bạn này. Đó. Người ta cắt người ta chia nhỏ ra. Ở đây này bán những cái loại chỉ các bạn này. Chỉ màu. Đó, để chỉ màu để thêu vào cái này này các bạn này. Đó. Thêu vào những cái quần trắng trắng này. Người ta thêu nhiều hoa văn lắm. Hoa văn những cái màu xanh, màu đỏ, màu tím này thêu vào trong cái quần này tạo ra nhiều hoa văn khác nhau. Có nghĩa là người ta bán cái nguyên liệu, còn người dân người ta mua về người ta sẽ chế tác lại, người ta sẽ thêu vào đây xong lại bán cho khách nha bạn nha. Đó. Ở chỗ này người ta đang cắt nhỏ này. Nói chung đây là những cái đồ trang trí trên váy của người Mông bạn ạ. Đó. Váy người Mông người ta có những cái hoa văn họa tiết thì người ta chế tác từ những cái này ra này. Đây, còn đây là những cái nguyên liệu ban đầu. Đây mình ra chỗ này mình cho bạn xem bên này.
nó có sách mấy có trứng này, cái này là khi người ta thêu xong rồi này đó. Khi thêu xong rồi nó sẽ có hình như thế này đó, rất nhiều công sức của ở đây, những cái này là những cái mà người ta đã thêu rồi bạn này đó, nó có cái hình hoa văn như thế này. Cái hình này thì đang làm các bạn nhé đó. Hình này thì cũng đã làm xong rồi và nó rất là dài luôn. Đây những cái hình này cũng đang thêu các bạn này đó, tạo ra những cái váy của người Mông các bạn nhé. Đây những cái này người ta cũng thêu xong rồi này đó, thêu sẵn rồi các bạn này đó, nó rất nhiều màu sắc và nhiều hình thù khác nhau. Đây nếu đây là những cái váy của người Mông các bạn này. Như lúc đầu mình video mình có gặp một bà người Mông, bà mua cái váy này này, bà bảo 800.000 đó, rất là đẹp luôn. Chào chị nhá, váy này bao tiền một cái hả chị ơi? Váy này 8, ok rồi. Lúc đấy bà bảo là 800.000 hay là 1.800.000 nên mình nghe không rõ lắm, nhưng đại loại là con số 8. Ở đây người ta bán là 1.800.000, hoặc là cũng có thể có nhiều loại khác nhau bạn ạ. Đây ghế này người ta xếp rất nhiều luôn, loạt ở đây các bạn này đó, như váy của người Mông. Người Mông có rất nhiều thể loại váy khác nhau. Cảm ơn ông cho bây giờ mình đi vào bên trong này bạn nhé. Rồi những gian hàng của người Mông rất là nhiều bạn này. Đó, những quần áo của người Mông rất nhiều. Trong này người ta đang có cái gì đó rất là ẩm, bây giờ mình vào mình xem nhé. Quần áo rất là nhiều bạn ạ. Lệnh từ bé chó tung luận xài lùa cho nền giờ cho tì lò bé xuống đời nhớ tỏ ra kế nào thì bé xá lò thì nó bé bé lò xe của mình gì cả. Chỗ này người ta kiểu đang thông báo cái chương trình gì đó. Thông báo với toàn thể bà con các dân tộc huyện Simacai có mặt tại chợ Cán Cấu ngày hôm nay. Một lát nữa thì công huyện Simacai sẽ có chương trình phối hợp với đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai, sẽ có những cái tiết mục văn nghệ hết sức là đặc sắc và rất là hay. Cho nên là kính mời các cô, các chú, các bác của chợ Cán Cấu, chợ phiên Cán Cấu ngày hôm nay. Chúng ta đang ở khu vực ngoài đường thì chúng ta di chuyển vào khu vực bên trong trung tâm chợ để chúng ta cùng nhau theo dõi các cái tiết mục rất là đặc sắc của các anh các chị đến từ đoàn nghệ thuật quần chúng, đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai. Xin trân trọng kính mời các minh đại biểu cùng toàn thể bà con. Đó, chỗ đấy là người ta đang tuyên truyền biểu diễn văn nghệ các bạn ạ. Thôi bây giờ mình xuống này các bạn nhé. Đó, đấy là khu mà ẩm thực các bạn này. Ẩm thực Cán Cấu các bạn thấy là một cái khu mà nó rất là đông các bạn ạ. Đó, người ta đến đây người ta ăn phở rất là nhiều luôn. Đó. Chào hai vợ chồng nhá. Hai vợ chồng em ở đâu đến? Ở Bắc Trẻ. Ở cách đây có xa không? Mấy cây đấy. Mấy cây không, là đi chợ ăn phở. Đây là hai đứa rồi, hai đứa. Một trai một gái à? Hai trai một gái. Ủa thế đẻ ba đứa liền. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 22 tuổi. Vợ em năm nay bao nhiêu tuổi? 21 tuổi. 21 à, hơn nhau một tuổi. Thế là lấy nhau chẳng mấy năm rồi ấy nhỉ? Mấy năm rồi. Thế con lớn em bao nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. Đã lấy với nhau cách đây là 4 năm rồi. Đó, đẻ 3 đứa liền. Thế có đẻ nữa không? Đủ rồi. Có đẻ thế thôi nhỉ. 3 đứa là được, 3 đứa là cũng nhiều rồi. Mình còn chăm lo cho chúng nó nữa nhỉ. Ăn học các kiểu. Đó, về lo cho nó cuộc sống sau này nữa. Nên là đẻ thế thôi nhá, đẻ 3 đứa thôi nhá. Thế là đi nay đi chợ thì là đi mua cái gì hay là như nào? Ăn phở đi chơi thôi nhỉ. Đấy, một tuần có một phiên chợ thôi nè, cứ cho vợ con đi chơi chợ nhá, ăn phở. Làm mình làm việc thì làm cả tuần rồi, làm hết từ chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đấy, làm hết rồi. Còn mỗi ngày thứ bảy thì cho vợ con đi chơi nhá, đấy, cho nó ăn phở rồi đi chơi. Đang nghỉ hè mà, cho các cháu đi chơi một chút.
chứ nó suốt ngày nó ở nhà, quanh quanh nhà nó cũng rất là chán luôn. Bình thường nó đến lớp nó đi học có bạn có bè, nhưng mà ở nhà thì nó cũng rất là chán nên nương cũng rất là mệt. Thì đi làm có cho chúng nó đi theo không? Không ạ. À, cho nó chúng ở nhà gửi ông bà được nhá. Rồi, ok anh chào hai vợ chồng nhá. Thôi chào hai em nhá. Ở đây thì người Mông người ta có một tuần có một phiên chợ thôi, người ta đến đây ăn phở các bạn ạ. Ở đây có cái song các bạn này, đó, cái bếp lò là xây các bạn này, đó. Một song tráng và một song nước dùng. Và có một ấm nước để mồi các bạn nhá. Thiếu nước thì bồi thêm vào. Đó, chợ Ấn Cấu rồi, hôm nay mình xem có những món gì này. Ở đây có những món gà đen các bạn này. Đó. Gà đen rồi là tai lợn, nòng lợn, nội tạng, chân giò các bạn này. Đó. Khách người ta đến đây từ hôm thứ bảy, xong bắt đầu người ta chơi ở chợ Ấn Cấu một buổi này, xong là tối hôm thứ bảy sẽ tham gia văn nghệ ở chợ Đêm Bắc Hà, xong là sáng chủ nhật người ta chơi ở chợ Bắc Hà, xong là đi Sapa chơi các bạn ạ. Nói chung là lịch trình nó nhiều lắm các bạn ạ. Dãy hàng quả rất là đông luôn ạ. Còn bên kia là bên bán thịt lợn thì mình không sang đấy các bạn nhé. Mình đi qua cái dãy hàng ăn này qua ạ. Dãy hàng ăn thì là rất là đông rồi. Đó, ăn phở. Đa số là mọi người đến đây là phải ăn phở các bạn ạ. Đó, phở thì rất là ngon, rất là đặc biệt. Và ăn phở người ta kèm mấy cái loại dưa chua các bạn này. Một lọ dưa người ta muối bạn nhé, thái nhỏ ra, rau cải các bạn ạ, thái nhỏ xong rồi muối chua lên mà ăn kèm với dưa, đó. Và bát phở của họ đây, bát này 20.000, ăn kèm với rau thơm nữa. Nói chung là ăn phở trên này nó ăn kiểu như vậy các bạn ạ, rất là ngon các bạn nhé. Đó, tí nữa mình đi tìm một cái loại khác, đó là mèn mén các bạn nhé, mèn mén. Và ốc đậu. Đây các bạn này, vào luôn cái quán này luôn các bạn nhỉ. Đây quán này, quán ốc đậu các bạn này. Đó. Người ta nấu từng chảo, từng chảo. Một lúc trước mình quay bạn xem cái chảo ở ngoài kia đấy. Đó, thì đây là cái chảo người ta nấu ốc đậu các bạn này. Ốc đậu này nó ăn kèm với xem cái nhau một tí nhá. Đó, ăn với mèn mén này. Đó. Tức là ngô hấp lên đấy. Ăn với ốc đậu này, ăn với thịt. Còn ai thích ăn cơm thì ăn. Đó, ăn này nó đến trưa luôn các bạn ạ. Đó, các bạn thấy là chợ rất là đông luôn. Chợ rất là đông, rất là tấp lập. Khách ở đây thì có rất nhiều khách, xuôi cũng có mà ở trên này, trên bản cũng có này. Người ta đến đây, người ta đi chơi chợ, người ta ăn phở. Ôi, nói chung là cái quán phở này rất là đông. Chào em nhá. Đây đang thái cho khách nhỉ. Sáng giờ em bán được bao nhiêu bát rồi em có nhớ không? Không nhớ đâu. Kiểu là em cũng kiểu là bán thịt vừa bán thịt vừa không ạ? Đó, đây là khách người ta muốn ăn cái loại nào ấy thì nó yêu cầu cắt ra thái rồi tính tiền qua này. Đó, nhưng mà trần với thịt ăn. Nói chung mình chỉ quay một số quán gọi là tiêu biểu thôi các bạn nhé, không thể đi hết được cái chợ này. Đó, tí thì mình sẽ phải đi xuống dọc đường nữa cơ, dọc đường còn một số nội dung nữa để mình đi xuống các bạn xem. Quán phở này là một quán phở tiêu biểu, ăn phở gọi bình thường được và ăn kèm thêm thịt cũng được các bạn nhé. Đó, cái chỗ này là người ta ăn ốc đậu các bạn này, à chỗ này người ta ăn mèn mén các bạn này, kèm với ốc đậu. Đó, ăn mèn mén kèm ốc đậu với cả người ta gọi thêm ít thịt nữa. Đó, cái thịt của đấy người ta thái ra đây, đó, ăn chung với nhau như vậy. Đó, rất là đông vui các bạn ạ. Quá đông vui luôn. Nói chung ai thích ăn kiểu gì thì ăn các bạn nhá. Đó. Rồi tiếp tục mình di chuyển xuống bên này. Nói chung là cái chỗ hàng ăn thì khá là đông các bạn ạ. Và ra đây là cũng là hết cái khu vực ẩm thực các bạn nhá.
Đó, ra đến góc này là mình thấy là người ta bán rượu quán này. Đó. Rượu bán từng can một rất là nhiều luôn. Rượu trên này chủ yếu là rượu ngô này, rượu thóc quán này. Đó. Uống rất là phê, rất là lặng quán nhá. Rượu này uống không đau đầu này và nó nhanh tỉnh. Đó, rất nhiều can rượu xếp ở đây các bạn ạ. Đây là bán từng can 20 lít mang ra chợ và đông thành từng chai nhỏ các bạn này. Ai thích mua bao nhiêu thì mua này. Đây loại là người ta mang cái can to ra đây. Còn ai thích mua 1 lít, 2 lít thì tùy các bạn nhé. Đó. Rất là nhiều các bạn này. Đó. Đó, người ta thử rượu nhá, thử rượu mới thấy ngon nữa, ok. Là người ta sẽ mua này. Đó. Lúc kia bà cô đang thử rượu này. Cho khách thử luôn. Đó, phiên chợ của người vùng cao bạn ạ. Rất nhiều rượu luôn. Tiếp tục mình lại di chuyển xuống dưới này các bạn nhá. Ở dưới này là còn có một số nội dung nữa mình muốn truyền tải đến các bạn. Ở cái chợ phiên Cán Cấu này, đây là một phiên chợ rất là đặc biệt của huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Một phiên chợ lớn nhất nhì của huyện các bạn nhá. Và cũng là một trong những phiên chợ lớn của tỉnh Lào Cai. Một đấy là mình đi đến cái đoạn này rồi các bạn ạ, xong mình sẽ vào trong chợ. Còn các bạn dưới này mình sẽ đi lốt các bạn ạ. Để cho bạn xem được cái chợ này, khu dưới này có những cái gì các bạn nhá. Đó. Ở đây là những khu mà người ta bán quần áo các bạn này, những quần áo rẻ tiền thôi. Có 20 nghìn một bộ này, hoặc là 20 nghìn một bộ này. Và chỗ này là cũng 20 nghìn một bộ này. Đó, quần áo của trẻ em các bạn nhá. Đó. Nói chung là chỗ này là những quần áo nó rẻ tiền, quần áo trên mặt đất các bạn ạ. Trên này thì bà con không phải là những người có điều kiện mà mua những quần áo đắt tiền, nên là người ta chỉ mua những quần áo nó rẻ tiền này thôi. Tiếp tục mình đi vào bên trong này các bạn này. Bên trong này là mình thấy người ta bán hoa quả này. Bán hoa quả. Rồi bán xôi các bạn này, xôi bảy màu. Đó. Mấy bà các cô người Lùng. Vâng. Mấy bà các cô người Lùng là bán xôi bảy màu các bạn này. Xôi này làm từ ba loại lá khác nhau các bạn nhá. Tạo ra bảy màu. Đó, ăn rất là ngon các bạn ạ. Xôi rồi là bán ớt, bán đỗ, nói chung đây là những hàng rau củ quả trên này. Đó. Và chỗ này mình thấy là người ta bán bánh đúc ngô các bạn này, bánh đúc ngô trước mình quay rồi, bây giờ mình quay sơ qua một chút cho bạn xem. Bánh đúc ngô này các bạn này, đó. Ăn kèm với rau thơm các bạn nhá. Ngoài ra người ta làm cả bánh trôi các bạn này, đó, bánh trôi người ta như cô kia đang làm các bạn này, đó, như cô kia đang làm này. Đang làm xong là vo nhỏ nhỏ lại xong là thả vào lồi. Đó, như chỗ này là đã xong các bạn này, người ta đang ăn. Đó. Nói chung là khu này là khu dãy rau củ quả các bạn ạ. Đó. Bây giờ mình muốn xuống một cái chỗ rất là đặc biệt nữa, đó là khu vực chợ chim các bạn nhé. Đó, nói chung là chỗ này là toàn bộ rau củ quả đây thôi, không có quá là nhiều, hoàn toàn những rau củ quả trên địa phương các bạn ạ. Như là rau cải này, dưa chuột này. Đó. Sau một lúc di chuyển thì bây giờ mình đã bắt đầu đến cái khu vực chợ chim các bạn này. Chợ chim đặt trước thì người ta họp tận dưới một cái hùm và cái dưới cái lùm cây ấy. Nhưng bây giờ người ta họp ở trên này các bạn này. Đó, họp ở cái khu trên này. Dưới kia là người ta đang làm công trình. Giờ chuyển hết năng vào cái khu tạm tạm các bạn này. Đó, toàn những cái lều tạm thôi. Đó, ở đây có rất nhiều chim vẫn nhá. Đó. Chim mi. Riêng cái chợ Cán Cấu này là một cái chợ chuyên chim mi các bạn ạ. Ít có chim khác lắm, không giống như chợ Mường Khương. Chợ Mường Khương thì còn có chim trào màu rồi. Chim thanh hoan rồi là nhiều loại chim khác. Chim sâu, chim các kiểu. Nhưng mà cái chợ Cán Cấu này toàn chim mi là nhiều thôi. Đó. Nói chung là chợ chim này nó có ít thôi các bạn ạ, nó không nhiều như chợ Mường Khương, nên là mình gộp vào một cái video này thôi. Nên chợ Mường Khương thì nó rất là nhiều, người ta bán cả lông nữa và có rất nhiều dịch vụ khác thì mình quay riêng cho bạn xem. Còn đây trong này những con chim gọi là chim nó rẻ rẻ, người ta nhốt vào một cái lồng có nhiều ngăn này, tức là cái lồng này đựng được nhiều con chim.
Mà cái lồng nào mà đựng một con chim đấy là những con chim nó đắt tiền các bạn ạ. Giống như kiểu trên Mường Khương có một con chim rất là đắt tiền, ta nhốt riêng mà một cái lồng cũng rất là đắt các bạn ạ. Đó. Chim mi gọi này. Đó. Đó, dưới này người ta cũng đang cho nó ghẹ nhau bạn này. Đó, đang cho nó chọi nhau. Hai cái lồng chim áp sát vào nhau này. Đó, để cho nó đánh nhau bạn nhá. Đó. Cái chỗ này ngày xưa là quán phở các bạn này, nhưng người ta dẹp hết rồi. Nên là vẫn nhiều cái vẫn thấy được cái khu vực cái lấu lướng các bạn này. Đó, bên này thì là chim mi. Nói chung là khu vực chim này người ta họp hết dưới này các bạn ạ. Đó, và chim này họp dọc cái đường này luôn này các bạn này. Đó. Và thậm chí người ta để luôn là xe bạn này. Đó. Để luôn là xe cho khách, người ta thích xem con nào xem cho nó dễ. Bên này cũng vậy các bạn này. Đó, người ta cho vào trong xe. Rồi đây là người ta treo những cái dây điện này các bạn này. Đó. Chim đây nó không nhiều như bên Mường Khương được. Và đây chỉ có một thể loại duy nhất, đó là chim mi các bạn nha. Đó. Đó, toàn chim mi các bạn ạ. Và sau khi họp ở đây xong, đến hôm sau là chợ Bắc Hà vào hôm Chủ nhật thì người ta sẽ xuống chợ Bắc Hà, người ta lại họp chim ở đấy các bạn nha, mua bán chim, trao đổi mua bán chim ở đấy. Thôi bây giờ mình sẽ di chuyển đến chỗ khác các bạn nhé. Đó. Cái chợ này rất là rộng nên là mình sẽ ước lượng thời gian cho nó hợp lý, không để nó quá là dài các bạn không có thời gian mà xem ấy. Đó. Thôi bây giờ mình tiếp tục di chuyển ra ngoài đường các bạn nhé. Đoạn này là đoạn dọc đường từ con đường cuối chợ các bạn này. Nếu như mà các bạn đi từ Bắc Hà đi lên thì đây là cái đoạn đầu chợ nhá. Đó, ở đây thì người ta bán đó. Nhìn là những quả vải này. Cái cối các bạn này, cối đá các bạn này. Xem nhờ tí nhá chị nhá. Xem nhờ tí nhá. Đây, cối đá các bạn này. Uầy, cái này bằng đá nguyên khối các bạn này. Đó, nặng hết. Cái này cối này mấy cân đấy nhỉ? 3 cân à? Uầy, nặng lại tầm 3 cân các bạn. Uầy, nặng. Cái này thì 200 nghìn à? Hay là 300? 300 ạ. À, 300. Cối này các bạn. Cái này nó một bộ là 300 nghìn. À, cả chày đúng rồi, cối phải có chày chứ. Đó, là 300 nghìn cái cối này. Về giã cái gì giã các bạn nhá. Cối đá 100% các bạn ạ. Người ta làm từ đá các bạn, đã đá nguyên khối các bạn nhá. Đó, di chuyển ở bên này là những cái hàng rau củ quả. Đó, bạn ạ. Vải trên này tiêu thụ khá là mạnh, trên này người ta không trồng được vải ấy. Nên là bà con trên này rất thích ăn vải, mua rất là nhiều luôn. Ở đây có một số loại như là cây thất diệp nhất chi mai bạn này. Đó. Cây này là 2 4 4 6 7, cái này 7 lễ các bạn này. 7 nhánh hoa. Đó. Thất diệp nhất chi mai. Còn đây là có ít thôi, nó không giống như không như cho Bắc Hà. Bắc Hà nhiều hơn. Cây thất diệp nhất chi mai các bạn này. Cây này là 7 lễ các bạn nhá. Nó có củ này. Có củ nó rất là tốt các bạn ạ. Củ này hiếm cực kỳ luôn, bởi vì là cái này nó không ra nhiều củ đâu. Đó, đợt vừa rồi là có một số bạn đặt cái củ này nhưng mà nó ít lắm, nó hiếm lắm. Bởi vì nó loại này là một củ của nó là lên một cây và cây nó không đẻ ra củ nhiều, nó không như kiểu là củ gừng hay là củ khai gì mà nó có nhiều độc nên là củ này ít rất là hiếm. Là công dụng của này là rất là tốt các bạn ạ. Cái này có rất nhiều công dụng các bạn nhá. Đó. Thất diệp nhất chi mai là một loại thảo dược cực kỳ là quý hiếm các bạn ạ. Đó, ngoài ra còn có địa lan các bạn này. Đó, địa lan này đang ra hoa các bạn ạ. Đang có lụ. Tiếp tục mình di chuyển xuống dưới này. Dưới này là một cái khu vực bán đồ thổ cẩm các bạn nhé. Đồ thổ cẩm này, đồ cho những khách du lịch các bạn ạ. Đó, những cái váy các bạn này, những cái váy người Mông người ta
bán cho khách du lịch, người ta làm cho nó xòe hết cỡ ra, nhìn nó rất là rộng, rất là đẹp các bạn ạ. Đó, rồi những cái chăn thổ cẩm này. Đó, các bạn nào mà lấy gì thì các bạn alo cho mình nhé. Rất nhiều các bạn ạ. Đó, khu này là khu bán những cái đồ thổ cẩm dành cho khách du lịch. Đó, những quần áo của người Mông này, quần áo thổ cẩm này, những con thú gấu bông các bạn này, mũ này, đó, rồi đồ trang sức vàng bạc các bạn này. Đó, đó, những cái đồng xu rất là nhiều các bạn nha. Đó, những đồ thổ cẩm này. Và đi đây cũng là hết chợ các bạn ạ. Đó, một cái chợ ở Cán Cấu rất là rộng, rất là dài, và một cái thời lượng video cũng khá là dài mới có thể là truyền tải những cái hoạt động mua bán ở trên chợ phiên vùng cao. Đó, nó rất là đặc sắc, khác biệt hoàn toàn so với chợ ở vùng thấp các bạn nhé. Ra đến đây thì mình cũng xin phép được kết thúc cái video này tại đây thôi. Chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để xem các video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao nhé. Chào các bạn.